Xin chào tất cả các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ, bạn có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ, em có theo dõi và xem video của chị đã lâu. Em rất thích và ngưỡng mộ chị, cách tư duy của chị em đã học hỏi được rất nhiều. Em cảm ơn chị ạ. Em có một câu chuyện nhờ chị tư vấn ạ. Năm nay em 30 tuổi rồi nhưng vẻ bề ngoài của em trẻ hơn so với tuổi. Và em toàn thu hút những bạn nam ít tuổi hơn em thôi. Khoảng một tháng trước em quen một bạn nam nhỏ hơn em 8 tuổi trên app hẹn hò Facebook. Bạn nam này tuy nhỏ tuổi hơn em nhưng nói chuyện hợp với em lắm ạ. Em cũng kết bạn Facebook với bạn ấy để tiện nói chuyện. Sau nói chuyện tầm 10 ngày thì tụi em có hẹn xem phim. Có hẹn trước ngày nhưng hôm đó em bận rồi đổi lên trước một ngày. Em trang điểm với chuẩn bị xong đợi bạn ấy tầm 1 tiếng thì bạn ấy nhắn tin xin lỗi bảo là không đi được. Bạn ấy nói lý do là còn ít tiền nên sợ không đủ, không dám đi. Nên hẹn em hôm khác. Xong cũng xin lỗi chân thành. Lúc đấy em cũng nghĩ mới bạn bè đi chơi bình thường thôi nên cũng bỏ qua. Sau đó bạn có hẹn thêm 2 lần thì em đều bỏ bận và hẹn bữa khác. Tới lần thứ 3 thì em đồng ý đi xem phim với bạn. Sau khi xem phim thì bạn ấy có vẻ quan tâm, đi đâu làm gì cũng nhắn cho em biết, cũng gọi cho em thường xuyên và thường xuyên nói nhớ em và muốn gặp em nhiều hơn. Khi nhắn tin em thường bày tỏ quan điểm về tình yêu là phải chung thủy, tôn trọng cảm xúc của nhau, thì bạn ấy cũng đồng tình. Nhưng khi em nói hướng đi trong mối quan hệ của em thì là tìm hiểu đi đến lâu dài rồi kết hôn. Dĩ nhiên là em không phải muốn kết hôn liền, chỉ là muốn có một mối quan hệ có kết quả. Còn bạn ấy thì bảo là giờ bạn ấy cũng nghiêm túc và thực sự muốn bên em. Nhưng mà bạn ấy với em chênh lệch tuổi nên khó mà cưới. Với cả bạn ấy chưa nghĩ đến, cứ yêu thôi. Rồi sau này chưa biết duyên như thế nào. Em nghe thì em nói là đích đến tình yêu không giống nhau nên quen nhau phí thời gian. Thì bạn ấy bảo là không phí, chưa thử sao biết. Em một phần hơi buồn, một phần không biết trả lời sao. Nên em im lặng. Sau đó bạn ấy thấy em không rep thì nhắn tin liên tục hỏi em đâu. Sau đó em nhắn bây giờ chị muốn một mình thì bạn ấy đồng ý và im lặng. Hôm nay đã được 3 ngày rồi ạ. Sau im lặng thì bạn ấy hay up story. Tụi em vẫn chưa tỏ tình chính thức, vẫn xưng chị em. Vì mới quen nên em thận trọng, dù nhiều khi bạn ấy nói chuyện kiểu như em là người yêu của bạn ấy rồi. Bây giờ em nên làm gì tiếp theo ạ? Em nhớ bạn ấy và tụi em cũng nói chuyện hợp nên cũng tiếc. Hay em im lặng và bỏ qua bạn ấy luôn? Mong chị cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn chị. Em thân mến, bây giờ tình cảm của em và bạn ấy, em dành cho bạn ấy nó còn không quá là sâu đậm. Nên chị nghĩ rằng đây là một khoảng thời gian cực kỳ lý trí để em lựa chọn đúng con đường cho mình, để mình không quá xa đà rồi đau khổ sau này nhá. Theo chị nhận định và đánh giá thì chị nghĩ rằng bạn ấy không có tố chất để trở thành một người yêu của em. Đó, nếu mà em quen cái người này thì rất là khổ và cái nguy cơ cực kỳ cao là sau này nó sẽ không đến đi đến đâu và lãng phí thời gian của mình, đúng như em nói. Bởi vì sao, chị thấy là em là một cô gái trưởng thành và em đang yêu một cậu trẻ con. Đương nhiên cậu ta ít tuổi hơn em 8 tuổi, đúng là trẻ con thật. Đó, ok. Tình yêu thì không phân tuổi tác và chị không bao giờ có cái sự đánh giá dựa trên tuổi tác là chị bảo là ôi ít tuổi thì không được, không, ít tuổi được. Nhưng cái vấn đề quan trọng là một người phụ nữ tìm đến một người đàn ông, tình yêu đó nó chỉ thực sự có hạnh phúc nếu ở đó cô ấy được thực sự là một người phụ nữ thôi, chứ không phải là cô ấy là một người đàn bà trưởng thành và yêu một cái anh chàng gọi là trẻ con. Thì cái điều đó nó không thể khiến cho em hạnh phúc được. Một người đàn bà yêu một người đàn ông hoặc một cô bé yêu một người đàn ông thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng mà một người phụ nữ trưởng thành yêu một cậu bé trẻ con thì sẽ không thể hạnh phúc được. Điểm đầu tiên nó bất cập ở đây á, đó chính là vào cái cuộc hẹn đầu tiên cậu ta đã hủy em, đúng không? Mặc dù là em là người đổi lịch sang trước và cậu ta cũng đồng ý rồi, thế nhưng em đã trang điểm, em chuẩn bị xong rồi mà người ta còn hủy em. Đấy là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì cái việc cậu ta không sắp xếp được tiền, em đã chờ cậu ta tận 1 tiếng rồi mà cậu ta mới biết là tiền của cậu ta không đủ. Đầu tiên, một là người ta không đủ tôn trọng em. Cái thứ hai là họ quá trẻ con để không biết cách ứng xử với em. Cái đó không thể nào là tố chất của một người đàn ông có thể cho mình hạnh phúc được. Có những người đàn ông ban đầu thì rất là tuyệt, sau còn chưa chắc đã là ăn ai đâu. Thế mà bây giờ ban đầu đã như thế này rồi, sau này thì sẽ thế nào nữa, đúng không? Và cái vấn đề tiếp theo là gì? Em 30, cậu 22, đúng không? Cũng nếu mà học đại học thì cũng mới tốt nghiệp đại học thôi, hoặc là năm cuối đại học. Thế thì cậu ta không có tiền, đúng không? Cậu ta không có tiền. Em cứ nghĩ là ok, mấy cái mối tình sinh viên thì với những cô gái còn nhỏ, ok, nó chấp nhận được.
Thì là đến cái tiền đã đi 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 xem phim mà cũng không đủ nữa. Ok, mấy cái bạn mà mới lớn, sinh viên, các bạn hiểu cái điều đó, ép là một người phụ nữ trưởng thành em không thể nào yêu một người đàn ông như thế được em ạ. À, thế bây giờ em trưởng thành rồi, em cũng đi làm rồi, em có tiền, thì sau này anh ta không có tiền cứ hẹn hò em chi tiền ra. Thế lúc đấy đàn ông không được là đàn ông và phụ nữ không được là phụ nữ. Và chị rất sợ là trong mối quan hệ này em lại sa đà vào mối quan hệ bị lợi dụng. Tại sao lại bị lợi dụng? Bởi vì ngay buổi hẹn đầu tiên, đến cái lúc gần đi rồi, cậu ta mới nói rằng cậu ta không có tiền, không đủ tiền. Ý là gì? Nếu tinh tế em phải hiểu này, ý cậu ta muốn nói là không sao cả, em có tiền. Nhưng không ngờ là em cũng thôi luôn, đúng không? Đó. Rồi sau khi gặp em cũng thấy em dễ thương nè, này kia này, thì bắt đầu là cậu ta cũng sẽ thể hiện cái sự quan tâm nồng nhiệt hơn. Thế nhưng chị muốn nói với em rằng chúng ta phải thực sự lý trí khi bước đến tình cảm. Một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ trưởng thành là em, có thể yêu một người đàn ông ít tuổi nhưng anh ấy cũng phải là một người đàn ông trưởng thành, chứ không phải là yêu một cậu bé. Và cái cậu này chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tinh tế, chưa đủ cái sự ga lăng để đối xử với phụ nữ. Cho nên chị nghĩ rằng là em muốn hạnh phúc với người đàn ông này khó lắm. Mình có thể là cái người chăm lo chăm sóc cho cậu ta thì được, còn để là một người để được anh ta yêu thương chăm sóc thì không được. Mà phụ nữ chúng ta bước đi tình yêu để làm gì? Để được yêu thương, để được chăm sóc, đúng không? Để được đồng hành cùng nhau, hỗ trợ nhau. Chứ bây giờ nếu mà em xác định yêu với anh này thì em chỉ có hỗ trợ anh ấy, chăm sóc anh ấy thôi. Đặc biệt là cái tư duy yêu của cậu này là chưa có, chỉ có em bày tỏ nguyên tắc của em trong yêu thương và cậu ta cảm thấy đồng tình và không đồng tình, và cái hướng đi nó khác hoàn toàn nhau rồi. Không bao giờ một người phụ nữ có giá trị chấp nhận một người đàn ông yêu mình mà nói cả quen hôm nay không biết đến ngày mai như thế nào. Chênh lệch tuổi như này chắc gì đã cưới được nhau, đến bây giờ còn nói là chắc gì đã cưới được nhau. Thì nếu mà em thực sự yêu nhau thì chắc là sẽ không cưới được nhau đâu, đúng không? Người ta còn hứa hẹn đầy đủ, còn cưới nhau, chán còn chả cưới được nhau. Nên là bây giờ đã xác định là không lấy thì cũng chỉ là quen cho chơi, quen cho vui thôi, xong mà không thử sao biết. Thực sự cái cách nói chuyện nó quá trẻ trâu, nó không có sự trí tuệ và trưởng thành của một người đàn ông thực sự đáng đáng tin cậy cả. Em ạ, à, không thử sao biết? À, em là để thử à? Không, em không phải để thử. Em là để một người đàn ông đủ trân trọng, đủ yêu thương, đủ nghiêm túc, chúng ta bước vào và chúng ta tiến tới xa hơn. Chứ không phải là à, thử, quen được thì quen, không quen được thì thôi. Không. Thế chị nghĩ rằng cái anh này không đủ tố chất để làm người yêu của em. Nếu được thì bây giờ mình dừng lại, đừng lãng phí thời gian nữa, tìm hiểu những người phù hợp hơn với mình. Chị không cần biết là người ta nhiều tuổi hơn em hay ít tuổi hơn em, nhưng ít nhất đó là một người đàn ông trưởng thành. Yêu một người phụ nữ trưởng thành phải là một người đàn ông trưởng thành, chứ không thể là một cậu bé được em ạ. À, đó, cậu này không phù hợp với em đâu. Và nếu như em quen cậu ấy thì em sẽ chịu thiệt thòi rất là nhiều, và rất có thể là sẽ bị lợi dụng về mặt tài chính và tiền bạc đấy. Đó, thế chẳng lẽ bây giờ mình 30 tuổi rồi, mình làm nhiều rồi, mình có tiền rồi, biết cậu ta mới sinh viên năm cuối, cậu ta không có tiền, thế chả lẽ mình lại không chi tiền à? Mà chi thì cũng không được, đúng không? Trong khi cũng chưa là gì của nhau cả. Thì chị nghĩ rằng em nên cân nhắc thật là kỹ đấy. Đây là sự lý trí, chứ không phải là đơn thuần là chỉ là cái cảm xúc thôi đâu. Vì nếu em để cảm xúc lấn át nhiều, em yêu nhiều rồi, lúc đấy em sẽ rất là khổ. Còn chị không thấy tố chất gì ở một cái người đàn ông thực thụ của anh này cả. Anh ấy sẽ không phù hợp để làm người yêu của em, cho nên mong là em sẽ bản lĩnh nhá. Đừng quên là chị có cái khóa học bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống ấy, để tất cả các bạn có thể trang bị cho mình từ đấy, sẵn sàng cho một hành trình mà mình xứng đáng đón chào một cái hạnh phúc thực sự dành cho các bạn. Các bạn có hạnh phúc hay không nó phụ thuộc tất cả vào tư duy của các bạn. Các bạn có gặp được người đàn ông tuyệt vời hay không phụ thuộc vào tư duy của các bạn. Để tham gia khóa học này và những khóa học khác của Toàn Nguyễn thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình, sau đó các bạn kéo xuống có khóa học. Đăng ký càng sớm càng tốt nhá. Có kiến thức sẽ có hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.